Ngày hôm nay mùng 8 tháng 11, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết vào tối qua mùng 7 tháng 11, một chuyến bay tại đây đã phải dừng khẩn cấp do có hành khách bàn bạc về việc cất súng trong hành lý. Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng đến Hà Nội, dự kiến cất cánh lúc 19 giờ 25 phút ngày mùng 7 tháng 11. Trong quá trình lên máy bay, có hai hành khách là NDT sinh năm 1993, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và LXQ sinh năm 1983, trú tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, nói chuyện qua lại với nhau. Một hành khách hỏi người đi cùng để súng ở đâu thì nhận trả lời đã cất trong hành lý. Phát hiện sự việc, tiếp viên hàng không đã hỏi lại thì nhận được câu trả lời chỉ là nói đùa. Ngay sau đó, cơ trưởng yêu cầu dừng cất cánh và gọi lực lượng an ninh hỗ trợ, tiến hành lập biên bản tại máy bay. Bộ phận an ninh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã triển khai phương án khẩn cấp, tái kiểm tra an ninh toàn bộ người và hành lý. Hai hành khách trong sự việc được đưa về phòng an ninh hàng không để kiểm tra nhưng không phát hiện vũ khí trong người. Đến 21 giờ cùng ngày, kết thúc quá trình lục soát hành khách, hành lý nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm hay chất cấm chất nổ. Đến 22 giờ cùng ngày, chuyến bay VN186 tiếp tục thực hiện hành trình. Lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Trung cho biết, hiện an ninh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã phối hợp bàn giao hai hành khách trên cho công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xử lý theo quy định. Hai hành khách tung tin giả sẽ phải đối mặt với mức phạt 12,5 triệu đồng một người.